Ủa? Quá đông đàn này. Ồ. Ồ. Đấy, bỏ đi hết này. Ồ. Đàn trước kia, đằng trước đàn đông lắm. Cháu gì gì. Đây này đang xuống ấy, trước mặt ấy. Sắp xuống đến bờ rồi còn. Ở đây rồi. Anh đang còn lại. Tính là tính này, không tính này, không tính ngọt. À, tính ngọt chứ. Đi xuống, xuống. Còn thừa dãy gần bờ thì sao? Mẹ. Đi có dãy rồi. Đấy. Đấy. Mẹ. Nhiều lắm. Đây này. Ui dồi, một đàn đông. Đây này, đang liệng cánh này. Ừ. Mẹ đéo xuống cứ gặp cái con dẫy chó chết này này lại lên quá nhiều mới được xuống có một con đúng con thì xuống gần mồi của đâu nó hết thì thôi nó chạy ra không xuống rồi không xuống một con này xuống xuống kia đang đằng kia lại quay đây lấy một con đấy người thấp vậy làm đấy rồi đáng nhỉ thêm một đàn đằng trước ấy bốn con đấy sắp xuống hết bờ rồi ôi giời ngon lắm khôn với mày tưởng nó dẫy ở đấy rồi nó khôn một con hai con đằng trước xuống xuống đúng ba con rùa bờ bên kia sao bốn con xuống bờ đấy đằng trước đấy đấy đằng khôn có đánh thế chứ còn sớm quá nó đen thế lại còi thấy một đàn quá đông hôm nay trong đây đánh chưa giờ gặp đông này thật mất thế thì thôi nó lại cấm thư rồi bao đông thì cầm ra nhét rồi được con nào nhét luôn rồi. Mẹ ai là dễ dụa đấy chẳng mỗi lồn có liều đồ ra à, cháu đi đánh còn chưa gặp đông này bây giờ sáng bây giờ xuống 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 đầu xuống xa lắm xuống bãi ngoài xuống một con bốn rồi năm hai con đánh rồi đấy là cái bờ trước mày hay đánh năm con ôi xưa lên này. Lên con đấy lại xuống thôi đấy thế cái khôn nó như thế trong rừng vẫn đang tiếp tục ra đeo về cháu bảy con này thôi ba ra bắt thôi bôn kia đang xuống ừ thì cũng kệ đấy để đấy nó dẫy nhiều quá rồi đấy đéo thôi nhìn trong rừng nó còn đang ra một đôi nữa đang xuống nó thấy bọn này bay thì nó cứ xuống con này vẫn xuống này xuống hết được chạy ra hộ hết được cầm bờ ra hộ hết được nhưng mà vẫn còn có thôi kệ đấy nàng lượn kia này đeo mẹ nó bỏ nhá được con nào được ôi giờ đấy bay lên ngọn núi rồi thôi nó đi chạy thật nhanh chắc ruộng lúa đấy thưa quá chắc vừa mấy con
ba con à? Hai con. Có mối đây. Có mối. Hai con. Chấm là được nhiều. Con đỗ thì muốn. Này đây là hy vọng nhất này.